Vâng, xin kính chào tất cả những anh chị em có cái chung cái niềm đam mê yêu thích trồng cây dâu Tây Thì hôm nay là tôi sẽ lên phần thứ 27 Số thứ 27 của chuyên mục Hỏi gì đáp luôn trên kênh Dâu Tây Anh Hoàng Thì lời đầu tiên cũng cho phép anh Hoàng được gửi lời cảm ơn tất cả những anh chị em đã ghé qua xem những video clip Đặc biệt là cảm ơn tất cả những anh chị em đã nhấn vào nút đăng ký kênh, subscribe channel để ủng hộ cho kênh thì câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay sẽ đến từ bạn thành nguyễn cây của em lá nó cứ bị rũ thì phải làm sao thì cây của em lá nó bị rũ thì em đã trồng được bao nhiêu ngày rồi và là em có phơi nó ra nắng hay không cái lá nó bị rũ thì có thể là do nhiều nguyên nhân có thể là do cái nguyên nhân là cây dâu tây của em là nó thiếu canxi thiếu kali cây nó không được cứng cáp cây nó thì nó dẫn đến là khi mà nắng quá thì cây nó sẽ bị rũ ổ rũ xuống đấy cái thứ hai nữa là cây có thể cây của em mới trồng thì nó cũng bị ổ rũ xuống đấy với lại một vài cái nguyên nhân khác là do tác nhân sâu bệnh đây là anh chỉ nói một vài cái tác nhân là do yếu tố ngoại cảnh nó tác động đến cây của em <laughs> Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn HH Chào anh Cho em hỏi là lá dâu non mọc ra Mà không có lớn ra Nó cứ nhỏ nhỏ không à Mong anh trả lời Thì tất cả cái lá cây dâu mà nó mọc ra Thì ban đầu thì nó đều nhỏ Đây ví dụ như là cái lá đây Ban đầu là nó chỉ nhỏ như xíu thế này thôi Xong dần dần nó sẽ, sẽ to như cái lá này Đây, Nó sẽ to như cái lá này Đấy Thì cái yếu tố thứ hai nữa là do giống ví dụ như cái giống này cái giống này này thì lá nó chỉ nhỏ thôi nó không bao giờ nó to bằng cái lá của cái giống này được cái thứ ba nữa là do yếu tố là à, thiếu phân bón cây thiếu sức sống thì lá nó cũng nhỏ cây đầy đủ chất dinh dưỡng đầy đủ sức sống thì lá nó sẽ to và đẹp hơn đấy đơn giản thế thôi câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Linh Trương anh ơi cho em hỏi dâu tây anh trồng được mấy tháng rồi vậy? À, cây dâu tây của tôi thì ví dụ như cây tôi đang đây cây này nó đang có quả chín đây thì cây này tôi đã trồng được khoảng 3 tháng. Cây này là tôi tách thân tách thân từ những cái cây dâu tây cũ ra thì từ khi tôi tách được khoảng được 3 tháng thì bây giờ là bắt đầu có quả hoa quả quả rất là đẹp nhá rất là to luôn á, quả này rất là to luôn đấy một ngón tay cái nhà đưa vô cũng chưa ăn nhầm gì và những cái cây này thì tôi trồng được khoảng hơn gần hai tháng này đây này có những cái chậu này tôi trồng được khoảng hơn tháng gì đấy thôi tùy vườn của tôi thì nó có nhiều nhiều loại cây khác nhau cho nên là thời gian trồng của mỗi loại cây nó cũng khác nhau nhưng bạn nhé nhưng mà hầu hết những cái cây của tôi trồng là được khoảng gần một năm gần một năm tuổi còn tiếp theo đến từ bạn kiến định. Anh chỉ cách xử lý trước khi trồng cây cho em được không? Em trồng toàn bị chết. Thì ý bạn kiên định này là ý là hỏi là muốn trước khi mà chúng ta trồng cái cây dâu tây này xuống thì chúng ta có phải xử lý cái gì không? Thì đối với tôi thì trước khi trồng cái cây dâu tây này xuống thì tôi hầu như là tôi không xử lý một bất kỳ một vấn đề gì. Bởi vì là sao bởi vì tôi trồng chủ yếu là cây nuôi cây mô cú nuôi cây nuôi cái mô là bởi vì nuôi cái mô thì là nó đã yếu tố sạch bệnh nó đã có rồi cho nên tôi không như không phải xử lý cái gì à... còn đối với cây mà trồng từ ngó ra thì tôi cũng không xử lý gì cả chỉ khi mà cây nó phát sinh bệnh tật bệnh dịch trên cây thì tôi bắt đầu mà tôi mới phải mua thuốc rồi xử lý thôi còn trước khi trồng là tôi sẽ không xử lý nhé nhưng mà trước khi trồng là chủ yếu là em chú ý đến cái gọi là xử lý cái giá thể cái giá thể nó tốt thì là cây dâu của em nó sẽ phát triển tốt còn cái giá thể của em mà nó không tốt thì cây dâu của em là nó sẽ chết ngay đấy rất đơn giản thôi câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Tuyền Nguyễn anh ơi sau dâu sao dâu của em ra hoa rất nhiều mà đậu trái lại rất ít. Em chưa bao giờ tưới nước vào hoa cả mà vẫn bị thối hoa. Thì câu hỏi này là tôi cũng trả lời khá nhiều rồi thì cây bởi vì do cái yếu tố là bây giờ là trời nó nắng nóng này. Trời nắng 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 nóng nhé Tuyền Nguyễn nhé là cây nó sẽ khả năng thụ phấn của cây nó sẽ thấp. Nắng và nóng là dẫn đến là cây thụ phấn sẽ thấp. Nhưng mà trời nắng và trời lạnh á Thì cái tỷ lệ thụ phấn của cây nó sẽ cao Đấy nó trái ngược nhau nha Bạn chú ý đấy Đơn giản thế thôi chứ chẳng có nguyên nhân nào khác cả Một cái câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Linh Trương Cây cây của em nhỏ lắm Em đã trồng Em đã trồng tự nhiên không lớn nhanh 3 tháng rồi mà vẫn còn nhỏ Bây giờ em trồng cây dâu lên Nhưng không giống cây của anh sau lá của anh, nó không có giống lá của anh và em thấy uh, cây nó không lớn được chút nào mà thường bị chết và em ở Bình Dương thì câu hỏi của bạn nó khá dài thì cái cây dâu của em thì em cứ phải trồng em phải trồng và em phải chăm sóc và phải, phải nghĩ đầy đủ các yếu tố từ phân bón chăm sóc tưới nước rồi cho đến yếu tố ánh nắng ánh sáng cho cây vân vân với lại yếu tố nhiệt độ này kia nó thích hợp thì cây dâu tây nó sẽ phát triển và nó sẽ to ra thôi nó đẹp ra thôi đơn giản thế thôi chứ chúng ta cũng không có cách nào khác đâu Câu hỏi tiếp theo cũng đến từ bạn Tuyền Nguyễn Ngó lấy từ cây mẹ thì bao lâu mới cắt ra được Mới cắt ra trồng được Thì cái ngó mà chúng ta mà Tách từ cây mẹ ấy, thì khi mà chúng ta thấy cái rễ của nó bắt đầu là nó bám ra ngoài cái 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 thành của cái thành của cái sơ dừa, thành của cái viên nén sơ dừa ấy. Thì lúc đấy là chúng ta có thể cắt ra khỏi cây mẹ và chúng ta trồng được. Hoặc nếu chúng ta tách bằng cái phương pháp là trồng trực tiếp vào những chậu khác. Thì khi chúng ta thấy cái cây nó phát triển, nó to, nó to mà nó đẹp rồi thì chúng ta cắt nó ra khỏi cây mẹ là cây nó sẽ sống. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn thành danh nguyên em tưới dâu tây bằng nước mưa được không anh còn tưới bằng nước máy có cần phải xử lý gì không anh nhờ anh chỉ giúp cảm ơn rất nhiều thì tưới bằng nước mưa được vẫn được nha đại loại là như đơn giản như thế này là nói đại loại nôm na như thế này chúng ta có thể tưới dâu tây bằng bất kể có loại nước nào mà nó có cái độ pH là trung tính Bộ độ pH của nước là nó nằm khoảng 7, ngưỡng 7 và nước sạch không bị ô nhiễm là tưới được. Còn nước máy thì là tuyệt vời rồi, nước máy tưới là ok nhất trong tất cả các loại nước bởi vì nước máy là luôn luôn là độ pH của nó sẽ là nằm ngưỡng trung tính về nước chúng ta ăn mà, không thể nào mà nó nhiễm phèn hoặc là nó nhiễm uh, axit hoặc là những cái nhiễm chất khác được. Cho nên là nước máy là tưới là đảm bảo ok. Không phải xử lý gì nhé, nước riêng nước riêng và nước máy là không phải xử lý gì hết. Câu hỏi tiếp theo đến với bạn là Chi Huỳnh. Em mới mua phân nbk 3 màu có màu trắng, màu vàng và màu đỏ. Anh có thể nhận biết từng loại giúp em được không? À NPK thì là sẽ là cái phân nó bao gồm là ba nguyên tố. Màu trắng sẽ là một trắng sẽ là đạm. Màu đỏ sẽ là kali. um, màu vàng thì nó sẽ là lân đấy nhưng mà thường thì lân thì tôi thấy nó thường màu đen cơ đấy, chứ cũng không phải là màu vàng đấy, thường thường màu đỏ là sẽ là màu của kali nhé màu trắng thì chắc chắn là màu của đạm rồi đấy câu hỏi tiếp theo đến từ bạn ffg gq à, gd anh ơi khí hậu ở Đồng Nai thì có trồng cây dâu Tây được không anh Khí hậu ở Đồng Nai Và thành phố Hồ Chí Minh Đều trồng được dâu Tây Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn là Ngọc Lê Thị Bích À không phải là câu hỏi mà là một phản ánh Tiếng nói nhỏ quá Chẳng nghe được gì cả Làm tiếng lớn hơn đi anh Thì nói thiệt với anh chị em là Tôi thì làm những video clip của tôi là hết sức là thủ công luôn. Tự quay, tự biên, tự diễn, thậm chí là chẳng có chỉnh sửa gì hết. Quay xong là up lên trực tiếp trên YouTube trên kênh luôn cho các bạn xem luôn. Cho nên là mong các bạn thông cảm. Những cái thứ hai nữa là 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 cái cái thiết bị quay của tôi thì là nó hơi bị cùi, nó hơi bị dởm, nó là chiếc điện thoại Nokia cũ rồi thu âm nó kém. Gần đây mới mua cái điện thoại Samsung đây. Thu âm tốt hơn. Nhưng mà chất lượng hình ảnh thì đây anh chị em đang xem đây. Đang 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 xem trực tiếp cái video này. Đấy là quay bằng chiếc uh, Samsung nhé. Samsung J7. Nói chung là hình ảnh thì uh, nhìn cũng tạm tạm nhưng mà nó không uh, cái camera này nó không có cái chống rung. Anh chị em xem thấy tôi cầm thì thấy nó cứ rung 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 đúng không? cho tôi cầm bằng tay tôi quay nên là nó hơi rung, đúng ra là phải có cái cái tripod hoặc là cái chân đế để dựng cái máy lên để quay thì nó sẽ đẹp hơn. Đó là loại là tôi không có chỉnh sửa nhiều về video cho anh chị em mà xem thông cảm. năm ngoái là những video là thu âm hơi kém, các bạn nghe thông cảm và cố gắng bật là mắc cái volume lên, mắc cái volume trên youtube lên và mắc cái volume của máy tính lên hoặc là mắc cái volume của điện thoại lên nhé. cố gắng nghe giúp tôi với. thông cảm. À, một cái chia sẻ của bạn Anh Mai Kim Là bạn chia sẻ hết sức là thiết thực Tôi rất là thích Rất là cảm ơn bạn Văn Mai Kim nhé À anh, anh Mai Kim Thì thực sự là tôi Đã dốc rất là nhiều cái tâm huyết vào Trong cái kênh Youtube này Để chia sẻ với anh chị em Những cái kinh nghiệm mà tôi đã có được Trong cái thời gian là tôi trồng dâu Tây Từ 3 đến 4 năm nay để cho anh chị em có thể là biết được cái cách trồng chăm sóc cũng như là thu hoạch mọi vấn đề về cây dâu tây. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn ý cao có ship cây giống về tây ninh không anh? Tây ninh thì có thể ship được, có thể thôi nhé, có thể ship bưu điện được. Quan trọng là bạn mua bao nhiêu cây Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Việt Trương Chú ơi là cháu bảo bón đạm Chứ không phải là bón giấm đâu chú à, Đợt trước này tôi có trả lời là do bạn này viết là không giấu Tôi lại cứ tưởng là chữ chữ đạm Thế lại tôi lại tưởng là chữ giấm Tức là dâu tây thì bón đạm được à, Nhưng mà như thế này là đạm Thì chúng ta cũng nên bón vào cái giai đoạn đầu của cây thôi Giai đoạn cây nó đang cần phát triển bộ tán lá đấy Thì chúng ta bón còn giai đoạn mà cây nó nó đã ra hoa ra quả rồi thì chúng chúng ta là nên hạn chế rất là hạn chế bón đạm để bón với tỷ lệ cực kỳ loãng ra bởi vì đạm thì nó thường thường cái phân bón hóa học thì nó thường thường nó không không tốt cho cho cái cái sản phẩm cái sức khỏe con người khi sử dụng nếu mà nó tồn dư lại còn nó không tồn dư thì vẫn tốt cho vẫn tốt thôi chẳng vấn đề gì cả còn tiếp theo đến từ bạn Phục Phục đoan anh mua cây giống ở đâu vậy thì xin thưa với bạn phụng đoan là anh làm thường thường là anh mua cây giống là ở những cái trung tâm cây giống của tỉnh của tỉnh anh hoặc là những cái vườn cây giống ở chỗ nơi anh sống hoặc là có thể là anh lấy trực tiếp từ bên đà lạt nói chung là nhiều cái nguồn cho nên là với lại là cái vườn của anh thì cũng có khả năng là tự làm được cây giống đấy nó rất là nhiều nguồn nhé nên em muốn mua cây giống thì em cứ liên hệ nha bạn phụng phụng đoan nhé cứ liên hệ cây giống là anh có thể cung cấp được câu hỏi tiếp theo đến từ bạn linh trương em mua sơ dừa không phải là mua sơ dừa nó đã nén em em lấy đâu ra cái ừ, câu hỏi bạn này thấy Nói chung là câu hỏi của bạn Linh Trương này thì hỏi tôi rất nhiều nhưng mà câu hỏi của bạn nó chẳng có chấm phẩy và nó cũng chữ được chữ thì có dấu chữ thì không có dấu rất là khó đọc tôi thôi bỏ qua đi bởi vì chúng ta nhớ hỏi là có dấu và là hỏi là ý nào ra ý đấy tức là có dấu chấm dấu phẩy thì mới có thể đọc và trả lời được còn không thì tôi bó tay một chia sẻ của tuốc lemonder cuộc sống canada thì bạn trồng dâu tây tốt quá Thì cảm ơn bạn cuộc sống Canada nhé Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn là Khoan tai Chú ơi dâu cháu ra hoa Sao nó cứ bị đen trái Không đậu được Chú giúp Chú giúp con với Cháu cảm ơn nhiều Vấn đề này thì cũng nói nhiều rồi Cây nó ra hoa Nhưng mà nó bị, nó bị đen trái Là do yếu tố là Cái yếu tố là cái cây giống của cháu nó không phù hợp với lại cái điều kiện thời tiết tại cái thời điểm lúc đấy cái lúc mà cây nó ra hoa đấy để nó kết quả ấy, thì nó không phù hợp nhiệt độ để cho cây dâu tây có thể đậu quả cao nhất thì nó còn nằm khoảng nhiệt độ ban đêm thì nó khoảng gỡ 15 độ đấy thì nó rất là hợp chứ còn nhiệt độ mà nó cao hơn thì cái tỷ lệ đậu quả của nó sẽ thấp hơn nhiệt độ càng cao thì tỷ lệ đậu quả của nó càng thấp bởi vì dù sao là dâu tây là nó cũng mang yếu tố là của người phương Tây nó mang yếu tố là nó chịu lạnh nó sẽ chịu lạnh tốt hơn càng lạnh thì nó càng phát triển nếu càng nóng thì nó lại càng không phát triển đấy câu hỏi tiếp theo đến với bạn xe 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 tuber anh Hoàng ơi em ở Phú Yên trồng được dâu không anh xin thưa mấy bạn xe tubo là trồng được Phú Yên trồng được và em muốn mua 20 cây thì bạn là xe tuper nhé thành phố tuy hòa là có xe về nhé mà cũng chẳng biết là bạn có đặt hàng của tôi chưa nhé bởi vì đợt này là tôi về khoảng cỡ 800 cây giống là nuôi cấy mô new zealand thì hiện tại thì anh chị em đăng ký đấy, đặt hàng thì nó đã lên đến con số là khoảng 600 rồi cho nên là còn số lượng rất là ít cho nên anh chị em nào mà chưa đặt hàng mà cần cây giống thì anh chị em vào Facebook anh chị em đánh chữ dâu tây sạch anh hoàng anh chị em vào anh chị em sẽ tìm thấy cái trang dâu tây sạch anh hoàng đấy là cái trang mà chuyên của trang đấy là trang của tôi chuyên cung cấp cây giống và chuyên gọi là gọi là lên những cái đơn hàng trực tiếp ở trên cái trang đấy. đấy cho nên anh chị em cứ lên lên trang đấy và liên hệ với tôi nhé đặt mua bao nhiêu cây ở đâu số điện thoại người nhận như thế nào tôi sẽ liên hệ lại và cho anh chị em số tài khoản anh chị em chuyển khoản xong là tôi sẽ chuyển cây có cây về thì khoảng thứ sáu tuần này nhé thứ sáu tuần này là tôi sẽ ra là khoảng cỡ 800 cây dâu tây là nuôi cấy mô chuẩn New Zealand lúc đấy anh chị em nào bây giờ anh chị em đặt đặt hàng luôn đi là vừa đấy bởi vì là bây giờ là tôi đã gọi là lên đơn hàng là có những cái bạn mà đã chuyển khoản và đã chuyển tiền rồi nhé các bạn đã chuyển tiền rồi và đã mua rồi đã chuyển tiền rồi thì tôi đã lên đơn rồi thì là khoảng cỡ 600 cây rồi nhá nó nằm nó nó còn khoảng cỡ 200 cây thôi anh chị em nào nhanh tay nhá nhanh nhanh tay đặt hàng thì về hàng cái là tôi sẽ đóng gói là tôi sẽ chuyển chuyển cho từng bạn một và tôi sẽ thông báo cho từng bạn một cả bạn là xe tuper này nhé Nga Huỳnh cho mình đặt 20 cây dâu dâu tây đi thì không có ngó đâu nhé Nga Huỳnh nhá Bây giờ là sẽ có là dâu tây nuôi cấy mô nhé Nuôi cấy mô Bạn Huyền Nguyễn cũng vậy Bao nhiêu một cây Thì là nó sẽ 10k một cây nhé bạn Huyền Nguyễn nhé những anh chị em nào mà Liên hệ thì cứ lên trang Facebook ấy. Tìm tìm lên cái địa chỉ là trang dâu tây sạch anh Hoàng Anh chị em bấm thích trang và bấm theo dõi trang Và liên hệ nhắn tin trực tiếp ở trên trang Bình luận trực tiếp trên trang hoặc nhắn tin trực tiếp ở trên trang đấy thì tôi sẽ inbox cái 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 tin nhắn của anh chị em và sẽ gửi hàng liên hệ với anh chị em để nhận để giao dịch ở trên cái trang đấy chứ còn trên youtube này thì tôi chỉ gọi là nhắc nhở anh chị em đến đấy để liên lạc cho nó dễ chứ youtube thì liên lạc nó hơi khó nha anh chị em nhé câu hỏi tiếp theo đến từ bạn kim ngọc con muốn mua khoảng 10 cây thì có bán không thì Kim Ngọc này thì em ở đâu? Cháu ở đâu? Nếu mà cháu thuận lợi đường xe thì chú sẽ ship cho cháu Bởi vì như thế này này Nhiều bạn là đam mê quá Mà lại không tìm được cái nguồn cây giống ở đâu hết Thì lúc thì lúc đấy là tôi sẽ cố gắng tôi ship Và nếu mà ship thì Anh anh chị em và các cháu là phải chấp nhận rủi ro nhé Bởi vì ship trên đường bưu điện đấy Trong cái quá trình ship Thì bên bưu điện người ta làm việc Chứ không phải là lúc đấy không phải là tôi làm việc nữa Tôi không thể nào bắt cái bọn bưu điện Mà nó phải gọi là nó phải à, là, gọi là giữ đúng cái cái, cái 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 nguyên trạng của cây là rất là khó bởi vì vận chuyển xa mà đấy cho nên là anh chị em là nếu mà ở xa mà ship bưu điện này cố gắng chấp nhận cái rủi ro trong quá trình vận chuyển của bên thứ ba đó là bên bưu điện. Bạn Ngọc Thi anh có bán cây giống không? Cây dâu không? Có bán nhé. Đấy thì cũng nói rồi đấy từ nãy giờ nói về cây giống không đấy, cứ lên trang uh, Facebook đánh vô là dâu tây Hoàng là anh chị em sẽ tìm được cái trang đấy và anh chị em đặt mua nhé câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Tuyền Nguyễn dâu tây của em được 4 đến 6 lá có ít quá không em thấy dâu của anh thì cây nào cũng nhiều lá hết chỉ đây cây của tôi đây thì ví dụ như là cây này chẳng hạn này cây này thì nó chỉ có một hai ba bốn lá này cái nhánh bên này bốn lá nhánh bên này một hai ba bốn lá này đấy 4 lá thôi, hai nhánh của nó là 8 lá thì là một cây, ví dụ một cây của nó một nhánh thì nó chỉ có 4 5, 4 6 lá là là được nha bạn Tiền Nguyễn nha Bởi vì là sao các bạn lại thấy cây của tôi nó nhiều lá là như thế này. Đây ví dụ chậu đây. Thì là bởi vì là trong cái chậu này đâu phải là một cây mà là một cây này, hai cây này, ba cây, 4 cây, 5 cây. Có lẽ một chậu là tôi trồng gần là một bụi luôn đấy. Một bụi của nó là khoảng cỡ 2 3 chục. À, một bụi của nó là khoảng cỡ 4 đến 5 cây. Đấy, thì cái 4 đến 5 cây mà cái mỗi cây nó khoảng 6 lá thì nhân lên là nó hai mấy hai mấy lá là nó 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 lấp đầy cái chậu thôi, đơn giản thế thôi. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn là uh, Tiên Trần. Chú dùng Zalo không? Có dùng Zalo. Nhưng mà chú dùng Facebook nó nhiều hơn. Zalo có dùng nhưng mà ít dùng. Vậy uh, cháu lên uh, Facebook uh, đánh vào uh, chữ dâu tây sạch anh Hoàng nhé để tìm tìm đến chú nhá. Chú là dâu tây sạch anh Hoàng ấy. Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay đến từ bạn Xuân Nguyễn Anh ơi em mới mua cây dâu tây về trồng được 3 ngày Nhưng lá dâu tây nó cứ rủ rủ xuống Nó không được tươi lắm Thì phải làm sao? Mới mua được 3 ngày Mới trồng xuống thì chẳng phải làm sao cả Em cứ để vào trồng mát Và những cái nơi ít nắng Chờ cây dâu tây nó hồi phục Và nó ra dễ, nó phát triển Thì lá của nó sẽ không rủ Và lá nó tươi tắn trở lại thôi Đơn giản thế thôi Không phải giải thích nhiều nhé thì đó cũng là câu hỏi cuối cùng của chuyên mục số ngày hôm nay thì rất cảm ơn cái sự theo dõi của anh chị em và xin hẹn gặp lại trong cái video clip sớm nhất wow rất là thơm hãy bắt tay vào trồng dâu tây ngay ngay nhá anh chị em nhé bắt tay vào trồng dâu tây ngay luôn và ngay